cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Theo kế hoạch, ngày 4 tháng 11 tới đây, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1 để xem xét kháng cáo của bị cáo Trương Mỹ Lan và 47 đồng phạm. Dự kiến ngày 4 tháng 11 tới đây, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1. Phiên tòa được mở theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bà Trương Mỹ Lan và 47 đồng phạm, trong đó có chồng và cháu gái của bị cáo Lan. Phiên tòa dự kiến kéo dài từ ngày 4 đến ngày 25 tháng 11 do thẩm phán Huỳnh Thanh Duyên làm chủ tọa. Trước đó, ngày 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ, 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tổng hợp hình phạt là tử hình. Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2012 đến tháng 10 năm 2022, bị cáo Trương Mỹ Lan đã thâu tóm, nắm giữ trên thực tế số lượng cổ phần gần tuyệt đối của ngân hàng SCB từ 85 đến 91,5% cổ phần, qua đó trở thành cổ đông có quyền lực. Bị cáo Lan đã chỉ đạo điều hành, thực chất là thao túng toàn bộ hoạt động của SCB, phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình. Bị cáo Trương Mỹ Lan cùng nhiều đồng phạm đã thực hiện một chuỗi hành vi gồm tuyển chọn, bố trí nhân sự thân tín của mình vào các vị trí chủ chốt tại SCB, thành lập một số đơn vị thuộc SCB chuyên trách cho vay giải ngân theo yêu cầu của bị cáo Lan, thành lập sử dụng hàng nghìn công ty ma, thuê nhiều cá nhân câu kết với các cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp liên quan để thực hiện tội phạm. Đồng thời, bị cáo Lan cùng đồng phạm còn thông đồng với nhiều công ty thẩm định giá để nâng khống các giá trị tài sản đảm bảo, tạo lập số lượng rất lớn hồ sơ vay vốn khống để rút tiền từ SCB, lập phương án rút tiền, cắt đứt dòng tiền sau khi giải ngân, bán nợ xấu, bán các khoản cấp tín dụng trả chậm để giảm dư nợ tín dụng, giảm nợ xấu nhằm che giấu sai phạm, mua chuộc, tác động người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan nhà nước làm trái công vụ. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, bị cáo Lan đã chỉ đạo lập khống 368 hồ sơ vay vốn để rút tiền của SCB sử dụng vào các mục đích khác nhau. Tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2022 còn dư nợ 132.247 tỷ đồng không có khả năng thu hồi. Hành vi của bị cáo Trương Mỹ Lan đã gây hậu quả thiệt hại cho ngân hàng SCB số tiền hơn 64.621 tỷ đồng. Từ ngày 9 tháng 2 năm 2018 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, bị cáo Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của ngân hàng SCB hơn 304.096 tỷ đồng, gây thiệt hại số tiền hơn 129.372 tỷ đồng. Bản án giai đoạn 2, trong vụ Vạn Thịnh Phát, Trương Mỹ Lan bị kết án tù chung thân và buộc bồi thường toàn bộ hơn 30.000 tỷ đồng cho các trái chủ cùng những người liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu. Hội đồng xét xử cũng đã ghi nhận thông tin chi tiết về các tài sản kê biên phong tỏa và ngăn chặn giao dịch. Thống kê cho thấy, các bị cáo cùng các pháp nhân đã tự nguyện nộp và nộp theo yêu cầu của Trương Mỹ Lan để khắc phục hậu quả vụ án với tổng số tiền lên tới 474 tỷ đồng. Hội đồng xét xử cho rằng, mặc dù các bị cáo khác không có nghĩa vụ bồi thường dân sự, nhưng xuất phát từ việc nhận thức về hậu quả vụ án, họ đã tự nguyện nộp một số tiền nhất định. Số tiền này sẽ được khấu trừ vào nghĩa vụ bồi thường dân sự của Trương Mỹ Lan. Đáng chú ý, trong số các cá nhân và pháp nhân nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án, tổng hơn 474 tỷ đồng, nổi bật nhất là Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng Tiểu thủ Công nghiệp Sài Gòn. Đây là doanh nghiệp nộp tiền khắc phục theo yêu cầu của Trương Mỹ Lan với số tiền lớn nhất lên đến hơn 102 tỷ đồng. Ngoài số tiền nộp khắc phục hậu quả, cơ quan cảnh sát điều tra còn phong tỏa và ngăn chặn giao dịch hai tài khoản của doanh nghiệp này với tổng số dư hơn 22,2 tỷ đồng. Cả hai tài khoản này vẫn tiếp tục duy trì trạng thái ngăn chặn giao dịch để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ bồi thường trong vụ án. Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng Tiểu thủ Công nghiệp Sài Gòn được thành lập vào tháng 3 năm 2002 do ông Lê Văn Cảnh làm tổng giám đốc. Chủ tịch hội đồng quản trị là một cái tên rất quen thuộc, ông Đỗ Minh Phú. Ông Đỗ Minh Phú còn được biết đến với vai trò gắn liền với hệ sinh thái Doji. Giữ chức vụ chủ tịch trong gần 2 thập kỷ, tháng 6 năm 2017, ông Nguyễn Hữu Hiệu thay ông Đỗ Minh Phú tiếp nhận vị trí chủ tịch hội đồng quản trị. Từ tháng 3 năm 2020, ông Hiệu kiêm luôn vị trí tổng giám đốc.
Mới đây, vào tháng 5 năm 2024, ông Phạm Nguyễn Bảo Trung, sinh năm 1984, đã được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc. Ngoài công ty cổ phần hàng tiểu thủ công nghiệp Sài Gòn, ông Nguyễn Hữu Hiệu còn là người đại diện của rất nhiều doanh nghiệp khác như công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Châu, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tín Nghĩa, Nam Bãi Trường, công ty cổ phần phát triển dự án Long An, công ty cổ phần bất động sản Alpha Living, công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Sài Gòn Skyline, công ty cổ phần xây dựng Phú Tường, công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh thương mại Trung Long. Dự án Đà Lạt Plaza được chấp thuận đầu tư từ năm 2008 và chủ đầu tư đã hai lần được gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng, nhưng đến nay dự án vẫn bất động. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ra thông báo thu hồi đất. Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thông báo về việc thu hồi đất đã giao cho công ty cổ phần du lịch Delta, công ty Delta do vi phạm luật đất đai. Khu đất bị thu hồi có diện tích 3.377,5 m², địa chỉ số 33 Phan Như Thạch, thành phố Đà Lạt. Tháng 6 năm 2007, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng có quyết định giao khu đất này cho công ty Delta để thực hiện dự án khu liên hợp khách sạn và trung tâm thương mại số 33 Phan Như Thạch, phường 1, thành phố Đà Lạt, tên thương mại là Đà Lạt Plaza. Trong thông báo thu hồi đất, Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết công ty Delta vi phạm điều 64 Luật Đất đai 2013 và đã được gia hạn tiến độ sử dụng đất lần lượt vào tháng 4 năm 2019 và tháng 3 năm 2021, nhưng đến nay vẫn chưa đưa đất vào sử dụng. Dự kiến sau 60 ngày kể từ khi ra thông báo này, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng sẽ ra quyết định thu hồi đất. Dự án Đà Lạt Plaza được cấp chứng nhận đầu tư năm 2008, mục tiêu xây dựng khu liên hợp, khách sạn và trung tâm thương mại, tổng vốn đầu tư 267 tỷ đồng. Trước đó, năm 2007, công ty Delta được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khu đất 3.377,5 m². Như Vietnamnet đã thông tin vào tháng 6 năm 2024, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, Ngân hàng SCB cho biết giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 3.377,5 m² nói trên hiện là tài sản đảm bảo cho khoản vay 734 tỷ đồng của công ty cổ phần Orchid tại ngân hàng SCB. Ngân hàng SCB lo ngại nếu dự án Đà Lạt Plaza bị thu hồi đất, chấm dứt hoạt động thì sẽ ảnh hưởng đến khả năng thu hồi nợ. Bên cạnh đó, ngân hàng này còn cho hay quyền sử dụng 3.377,5 m² đất dự án Đà Lạt Plaza còn thuộc danh sách ngăn chặn hạn chế giao dịch, chuyển nhượng theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an do liên quan đến các vụ án hình sự của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị C03 tiếp tục điều tra, xác minh nhiều tài sản liên quan đến các dự án lớn như Phước Kiển, khu tứ giác Bến Thành, Tân Thành, Long An, đồng thời ngăn chặn giao dịch tài khoản, cổ phần và bất động sản của nhiều cá nhân liên quan. Theo cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đăng tải công khai bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 được kiến nghị điều tra, xác minh nhiều tài sản trong vụ án bao gồm 61 quyền sử dụng đất tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là những tài sản đã bị kê biên theo bản án ngày 11 tháng 4 năm 2024 do Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử vụ án Trương Mỹ Lan giai đoạn 1. Bất động sản tại số 129 Pasteur, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh do công ty cổ phần đầu tư Peaceview đứng tên sở hữu. Tài sản là 6 bất động sản do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại du lịch Hải Phú, công ty cổ phần đầu tư Tân Thuận Nam và công ty cổ phần Trần Lê Gia Trang đứng tên sở hữu. 1.784 bản photocopy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã thu giữ tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát. 269 nhà đất cho thuê đã thu giữ tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát. 35 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo phụ lục 11 của bản án. Các bất động sản do pháp nhân nước ngoài sở hữu liên quan đến Trương Mỹ Lan và các tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan và gia đình sở hữu ở nước ngoài. Dự án khu công nghiệp và khu dân cư tại xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An do công ty cổ phần đầu tư Tân Thành Long An làm chủ đầu tư. Dự án The Spirit of Sài Gòn, khu tứ giác Bến Thành của công ty trách nhiệm hữu hạn Sài Gòn Glory thuộc tập đoàn Bitexco. Dự án khu đô thị và khu tái định cư Sinh Việt tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. 100% cổ phần công ty
Amaland PTE tại Singapore do công ty trách nhiệm hữu hạn đô thị Sinh Việt làm chủ đầu tư. Đồng thời, C03 tiếp tục ngăn chặn giao dịch tài khoản của Chu Duyệt Phấn, Chu Duyệt Hằng, hai con gái của Trương Mỹ Lan và Trương Lập Hưng, cháu của Trương Mỹ Lan, cổ phần tài khoản ngân hàng và các bất động sản đứng tên Nguyễn Phương Hồng, Nguyễn Tiến Thành, Nguyễn Ngọc Dương, Nguyễn Phúc Anh cần tiếp tục ngăn chặn, tạm dừng giao dịch. C03 tiếp tục ngăn chặn giao dịch 3 tài khoản ngân hàng và 13 bất động sản liên quan đến Đinh Văn Thành, Nguyễn Thị Thu Sương, Chiêm Minh Dũng, Trầm Thích Tồn và Nguyễn Lâm Anh Vũ. Mới đây, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã ra thông báo về việc công khai bản án sơ thẩm đối với vụ án Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đồng phạm giai đoạn 2. Trước đó, ngày 19 tháng 9 năm 2024 đến ngày 17 tháng 10 năm 2024, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tiến hành phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức liên quan dựa trên điều 141 Bộ luật Tố tụng Hình sự. Tòa án Nhân dân TP.HCM đã đăng công khai toàn văn bản án hình sự sơ thẩm số 504/2024 ngày 17 tháng 10 năm 2024 cùng các phụ lục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trên cổng thông tin điện tử của tòa án từ ngày 24 tháng 10, địa chỉ https://toannhanzan.hochiminhcity.gov.vn. Theo Tòa án Nhân dân TP.HCM, các bị hại và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ khi bản án được đăng trên cổng thông tin điện tử. Đơn kháng cáo có thể gửi qua dịch vụ bưu chính đến địa chỉ Tòa án Nhân dân TP.HCM, số 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM. Những người mua trái phiếu khống trong vụ án có thể xem danh sách chi tiết về số tiền được bồi hoàn, được liệt kê trong các phụ lục kèm theo bản án. Sau khi kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã phát hành bản án và đăng công khai lên cổng thông tin của tòa. Ngoài mức án cụ thể của từng bị cáo, tòa buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi thường toàn bộ hơn 30.081 tỷ đồng cho 35.824 người bị hại. Ngoài ra, bị cáo Lan còn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 30,2 tỷ đồng. Đối với việc phong tỏa và ngăn chặn giao dịch tài khoản mở tại các ngân hàng, tại phiên tòa các bị cáo Lan, Trương Vincent King và Nguyễn Hữu Hiệu đề nghị dùng toàn bộ số dư trong tài khoản để khắc phục hậu quả. Nhận định việc yêu cầu trên là tự nguyện, không trái quy định pháp luật, nên hội đồng xét xử ghi nhận và tiếp tục duy trì phong tỏa tài khoản để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo Lan trong toàn bộ vụ án. Tại phiên tòa, bị cáo Lan đề nghị hội đồng xét xử hủy bỏ phong tỏa đối với các tài khoản và sổ tiết kiệm cho hai con gái là Chu Duyệt Hằng và Chu Duyệt Phấn. Tuy nhiên, theo hội đồng xét xử, 3 tài khoản tiết kiệm liên kết với 3 sổ tiết kiệm có tổng số tiền hơn 45 tỷ đồng do bà Chu Duyệt Hằng đứng tên đã được giải quyết theo bản án sơ thẩm 157 giai đoạn 1 nên tòa không xem xét giải quyết trong vụ án này. Đối với 7 tài khoản do bà Chu Duyệt Phấn đứng tên có tổng số tiền gần 47 tỷ đồng và 7 tài khoản do ông Trương Lập Hưng, cháu của bị cáo Lan đứng tên với tổng số tiền hơn 64 tỷ đồng, cơ quan điều tra hiện chưa xác minh làm rõ nguồn gốc. Do đó, hội đồng xét xử giao cho cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Với tài khoản của bị cáo Chu Lập Cơ, chồng bị cáo Lan, hội đồng xét xử xét thấy quá trình điều tra, xét xử bị cáo đã nộp khắc phục toàn bộ hơn 33 tỷ đồng liên quan đến hành vi rửa tiền. Bị cáo này cũng không có nghĩa vụ bồi thường dân sự liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo khác. Do đó, hội đồng xét xử đã hủy bỏ lệnh phong tỏa tài khoản của bị cáo Chu Lập Cơ. Đối với tài khoản đứng tên em trai bị cáo Lan là ông Trương Mễ mở tại ngân hàng Exim Bank có số dư 10 tỷ đồng. Hội đồng xét xử nhận định quá trình điều tra chưa đủ căn cứ xác định tài sản trên liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo. Đồng thời, vợ ông Trương Mễ là bị cáo Ngô Thanh Nhã cũng không có nghĩa vụ bồi thường trong vụ án này
và bị cáo cũng đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả 10 tỷ đồng. Vì thế hội đồng xét xử đã hủy bỏ việc ngăn chặn giao dịch đối với tài khoản của ông Mễ. Liên quan đến các tài sản của ba người đã chết gồm các ông bà Nguyễn Phương Hồng, cựu phó tổng giám đốc ngân hàng SCB, Nguyễn Tiến Thành, cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt, và Nguyễn Ngọc Dương, cựu tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Sài Gòn Peninsula và công ty cổ phần phát triển hạ tầng và bất động sản Việt Nam. Hiện cơ quan điều tra chưa xác minh làm rõ nguồn gốc tài sản. Do đó, hội đồng xét xử kiến nghị C03 tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với tài sản của 5 bị can bị truy nã trong giai đoạn 1, gồm Đinh Văn Thành, Nguyễn Thị Thu Sương, Chiêm Minh Dũng, Trầm Tích Tồn và Nguyễn Lâm Anh Vũ, hiện cơ quan điều tra đã tiến hành ngăn chặn 33 tài khoản ngân hàng và 31 bất động sản. Trong quá trình chuẩn bị đưa vụ án ra xét xử, một số cá nhân liên quan đã cung cấp tài liệu thể hiện các tài sản trên đã được chuyển nhượng lại cho nhiều người khác hoặc đang thế chấp tại ngân hàng. Thời điểm chuyển nhượng thế chấp là trước, trong thời gian các bị cáo làm việc tại ngân hàng SCB. Tuy nhiên, việc chuyển nhượng này chưa được C03 làm rõ. Vì vậy, hội đồng xét xử kiến nghị C03 tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh An Giang vừa phát cảnh báo về việc lừa đảo, chia sẻ khuyến khích xem phim online và lôi kéo dụ dỗ học sinh sinh viên mở tài khoản ngân hàng. Thời gian gần đây, lợi dụng việc người dân, nhất là các em học sinh sinh viên, muốn xem phim miễn phí trên các trang web lậu, kẻ xấu đã lợi dụng các trang mạng này, đặc biệt là ứng dụng Telegram, để lừa người tham gia xem phim online và làm nhiệm vụ bình chọn để nhận tiền. Thực chất, đây là chiêu lừa đảo thao túng tâm lý, khiến nạn nhân liên tục chuyển tiền cho kẻ lừa đảo. Hậu quả, nhiều người đã mất hàng chục triệu đồng. Với phương thức thủ đoạn tinh vi, thời gian đầu, kẻ lừa đảo dụ dỗ qua tin nhắn gửi link để nạn nhân xem và đánh giá phim. Sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, chúng sẽ trả luôn cho họ một khoản tiền nhỏ nhằm tạo niềm tin. Khi nạn nhân mất cảnh giác, kẻ lừa đảo sẽ yêu cầu họ nạp tiền để có thể nhận thêm nhiệm vụ. Sau khi nạp, hệ thống báo lỗi và yêu cầu nạn nhân phải chuyển bù một khoản tiền lớn vài chục triệu đồng để được rút lại số tiền đã bỏ ra. Từ đó, nạn nhân bị thao túng, liên tục nạp thêm tiền để mong lấy lại số tiền đã mất. Công an tỉnh An Giang khuyến cáo người dân không kết bạn trên các nền tảng mạng xã hội, bấm vào đường link lạ theo yêu cầu, không cung cấp mã OTP, mật khẩu cá nhân, tham gia làm nhiệm vụ, kiểu việc nhẹ lương cao online, vì tất cả đều là lừa đảo. Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh cùng các em học sinh sinh viên cần cảnh giác thủ đoạn lôi kéo dụ dỗ học sinh sinh viên mở tài khoản ngân hàng. Theo đó, các em học sinh sinh viên sẽ được các đối tượng đưa điện thoại có sẵn SIM để đăng ký mở tài khoản, thanh toán Internet Banking. Sau đó, các em được yêu cầu cung cấp thông tin trên tài khoản, mật khẩu đăng nhập, mật khẩu xác thực OTP, dữ liệu sinh trắc học, khuôn mặt để các đối tượng sử dụng xác minh danh tính khi có yêu cầu của ngân hàng. Các tài khoản này sau đó thường được lợi dụng vào các mục đích vi phạm pháp luật như rửa tiền, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tài trợ khủng bố. Cơ quan công an cảnh báo học sinh sinh viên không cho thuê bán tài khoản thanh toán Internet Banking. Hành vi nhận tiền từ các đối tượng nêu trên đã cấu thành hành vi vi phạm pháp luật. Nếu cho mượn, thuê, mua bán từ 1 đến 10 tài khoản sẽ bị phạt từ 40 đến 50 triệu đồng. Nếu thuê mượn, mua bán số lượng từ 10 tài khoản trở lên sẽ bị xử phạt từ 100 triệu đồng. Quy định tại khoản 5, khoản 6, khoản 10, điều 26 Nghị định 88/2019 NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.